Chào mừng mọi người đã tới với channel của mình. Mình là Dương và ở channel này mọi người có thể tìm thấy những điều mình chia sẻ trong cuộc sống. Hôm nay mình đã làm such an entrance. Mình đã làm một cái màn mở đầu mà mình không thể nghĩ nổi là mình có thể làm như thế. Đó chính là bởi vì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một em nước hoa mà mình đã phải cân nhắc rất nhiều. Không biết là đây có phải là em nước hoa yêu thích nhất của mình hay không. Nhưng mà cuối cùng thì em này đã trở thành top 2 và chính là chai nước hoa yêu thích thứ 2 của mình trong năm vừa rồi. Thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vào video luôn nhé. Trên tay mình đây là em La Nutrajour bản Muse Diamond. Không biết là mình đọc tên của em ấy có đúng hay không nữa. Chữ M-U-S-C và D-A-M-A-N-T thì mình đọc là Muse Diamond. Cái bản La Nutrajour, mà cái bản này này là bản mà mình thực sự rất là thích trong năm 2021. Và chính vì thế nên mình đã phải tậu thêm một em La Nutrajour bản tiếp theo là bản này, để mình có thể sử dụng và xem là mình có thích em ấy giống như là em kia hay không. Thì thực sự đây lại là một cái thành công rất là lớn với mình, bởi vì mình mua em này không cân nhắc gì nhiều ấy, mà nó lại là một chai nước hoa mà mình sử dụng rất là nhiều luôn. Cái vỏ bên ngoài của em ấy thì là như thế này, mọi người có thể thấy ở đây. Đây là một em nước hoa dáng nằm, và bề ngoài của em ấy thì trông như thế này đây. Cái vỏ màu trắng và có một chút ánh tím ấy, và cảm giác nó hơi kiểu ánh xà cừ một chút ấy, là mình cảm thấy nó thực sự rất phù hợp với mùi hương của em này luôn. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà mình đã mặc một cái outfit rất là kiểu lồng lộn như ngày hôm nay. Mặc dù em ấy không phải là chai nước hoa mình yêu thích nhất, tuy nhiên thì cái mùi hương của em này cũng phải là 1/9, 1/10 về chai nước hoa mà mình thích nhất ấy. Thế nên là mình đã có đầu tư hơn một chút để mà làm chai nước hoa này. Không nói nhiều hơn nữa, mình sẽ cùng vào với những tầng hương của em ấy nhé. Cả 3 tầng hương của em nước hoa này thực sự rất là đặc biệt, bởi vì em ấy xuyên suốt là một mùi xạ hương trắng ở cả 3 tầng hương luôn. Thế nên đây cũng chính là một cái nốt hương nổi bật nhất của em nước hoa này luôn. Cùng với đấy, ở tầng hương đầu tiên thì em ấy còn có quả mâm xôi và lá violet. Thì quả mâm xôi là một cái mùi hương mà mặc dù ở tầng đầu tiên ấy, nhưng mà lại cũng là một trong những cái nốt hương nổi bật của em này. Và cái mùi lá violet là một cái mùi mà mình chưa từng thấy ở những chai nước hoa nào khác. Tuy nhiên thì nó không hiện hữu quá nhiều ở cái chai nước hoa này đâu. Tới với cái tầng hương thứ hai của em ấy thì bên cạnh xạ hương trắng thì còn có hoa nhài, hoa lan và hoa hồng Đan Mạch. Thì cái mùi hoa nhài, hoa hồng ấy, nó là một cái mùi hương nó rất là rõ ràng ở chai nước hoa này luôn. Thực sự là cái mùi hương quả mâm xôi ấy và cái mùi xạ hương cùng với mùi hoa nhài ấy, nó có một cái gì đấy nó rất là nữ tính. Mùi hoa hồng thì không nổi bật bằng mùi hoa nhài đâu. Và cuối cùng em ấy có những nốt hương sau ở tầng hương cuối: gỗ đàn hương, vani, hạnh nhân và hoắc hương. Thì cái tầng hương cuối này nó không phải là một trong tầng hương nổi bật của em ấy, mà có thể ngửi thấy cái mùi vẫn là mùi xạ hương trắng là mùi rõ ràng nhất. Cái tầng hương cuối nó chỉ tạo cho cái em này có một cái sự trầm ngọt và đậm một chút ở cuối. Cái mùi hạnh nhân tạo cái sự gọi là hơi nutty, hơi bùi bùi, hơi ngọt ngọt trầm trầm ở cuối ấy. Còn lại là các cái tầng hương ở trên mới là những tầng hương nổi bật của em ấy. Mình cảm thấy rất đặc biệt bởi vì cái nốt hương đầu tiên là cái quả mâm xôi ấy, dù là ở tầng đầu tiên nhưng mà lại là một trong những cái nốt hương rất là nổi bật của em này luôn. Mùi hương của em này mình phải miêu tả nó là một cái dải lụa màu trắng, và nó có một chút ánh kiểu metallic, kiểu nó hơi màu cầu vồng như này, hơi ánh xà cừ lên ấy. Bởi vì mình cảm thấy cái sự xuyên suốt của xạ hương trắng ấy, nó khiến cho em này là một cái dải lụa mà cảm giác nó rất mềm mại và rất là thoải mái từ đầu tới cuối luôn. Và cùng với đấy ấy, là một cái sự rất là ngọt ngào, một cái mùi hương hoa phấn rất là bay bổng, và nó có một cái sự ngọt của vani hạnh nhân nữa. Thế nên đây là một cái chai nước hoa mà mình cảm thấy rất là phù hợp với các bạn nữ, thậm chí là các bạn trẻ tuổi teen ấy sử dụng cũng rất là ok luôn. Và một trong những cái tính từ mình có thể sử dụng để miêu tả cho em này đó chính là sự thuần khiết. Cái mùi hương của em này tạo cho mình một cái cảm giác nó thuần khiết mà nó lấp lánh như kiểu một vị nữ thần. Không hiểu sao nó vẫn có một cái chút gì đấy không phải là dễ hiểu, không phải là dễ đoán, mà vẫn có một cái cá tính, một cái sự gì đấy nó hơi huyền bí một tí. Nói chung đây là một em nước hoa vừa ngọt ngào, thuần khiết, nữ tính, nhưng lại vừa có một cái gì đó chiều sâu ấy, bí ẩn, bí hiểm để người ngửi
cảm giác phải khám phá về chai nước hoa này. Thế nên mình thực sự về mùi hương này thực sự rất rất là recommend cho mọi người luôn. Thời điểm để sử dụng chai nước hoa này thì mình cảm thấy sẽ rất là phù hợp vào ban ngày. Buổi tối thì nó có lẽ là nó không nồng nàn quá để có thể lựa chọn vào các dịp đi chơi buổi tối. Tuy nhiên nếu mọi người thích ý, thì đây vẫn là một chai nước hoa mà sử dụng quanh năm, suốt tháng sử dụng vẫn rất là ok luôn. Một chai nước hoa rất là tuyệt vời để mọi người lựa chọn làm signature scent. Với mình cái mùi hương mà mình thường lựa chọn không phải là cái sự nữ tính mềm mại. Tuy nhiên thì đây lại là một chai nước hoa nữ tính mềm mại mà mình cực kỳ là mê luôn. Bất kể khi nào mà mình xịt chai nước hoa này lên ý, thì mình đều cảm thấy là tại sao mình lại yêu bản thân mình thế. Tự dưng mình cảm thấy hôm đấy mình lại rất là thích cái sự nữ tính của mình. Thế nên đây sẽ là một chai nước hoa mình nghĩ là sẽ rất rất phù hợp với nhiều người, từ những người mà cực kỳ nữ tính cho tới những bạn mà có chút cá tính một tí. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn là dân chơi rock ấy thì có thể là cái chai nước hoa này sẽ không phù hợp khi mà các bạn biểu diễn mặc đồ đen từ lần cuối đâu. Bởi vì cái chai nước hoa này mình cảm thấy nó sẽ phù hợp với những bạn mà mặc một bộ đồ nhẹ nhàng thanh lịch hơn. Độ lưu hương và độ tỏa hương của chai nước hoa này ấy thì cũng rất rất là tốt. Nó không phải là một chai nước hoa tốt nhất mà mình từng sở hữu về độ lưu hương và độ tỏa hương. Tuy nhiên thì cũng có thể lưu hương tới từ khoảng tầm 8 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng nếu mà mọi người không phải đi ra ngoài nhiều, không phải vận động nhiều. Và khi mà xịt lên quần áo ấy thì nó có thể lưu hương tới tận sang hôm sau luôn. Và cái mùi nó cứ quấn quýt mà nó có cái mùi phấn ấy. Dư vị, cái hậu vị còn lại của chai nước hoa nó có cái mùi phấn bay bay rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì đây lại không phải là một chai nước hoa mà với cá nhân mình tạo cho cái người ngửi ấy một cái độ gọi là cảm giác gần gũi, thân thiết, friendly đâu. Mà bởi vì em này có một cái sự thuần khiết mà cảm giác nó lấp lánh ấy, thuần khiết kiểu lấp lánh, nó thiên vào dạng nữ thần ấy. Thế nên là nó sẽ hơi có cảm giác hơi kiểu xa cách, hơi kiểu chiêm ngưỡng một tí ấy, chứ không phải cảm giác kiểu bạn bè gần gũi bắt tay ôm hôn được luôn. Thế nên là yeah, nếu mà mọi người cảm thấy là cái sự miêu tả của mình ấy nó phù hợp với cả tính cách của mọi người thì rất rất nên là thử tìm chai nước hoa này và sử dụng. Mình dám đảm bảo là nếu mọi người không thích 100% chai nước hoa này thì cũng thích em ấy tới 70% trở lên, chứ không thể ghét em nước hoa này được đâu. Và nếu để lựa chọn là một quà tặng dành cho các bạn nữ ấy, thì đây chắc chắn sẽ không phải là một lựa chọn sai lầm. Các bạn nam lưu ý nhé. Trên đây là cảm nhận của mình về em nước hoa La Nuit Treasure Muse Diamond của nhà Lancôme. Thì rất mong là mọi người có thể để lại comment của mọi người phía bên dưới nếu mọi người muốn sử dụng chai nước hoa này, hay là sử dụng chai nước hoa này mà đã có cái cảm nhận nhất định rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Bye.